Các bạn nhìn ở đây, ví dụ như tôi đấy là đây nè. Bây giờ ví dụ như giả sử là tôi có, tôi bỏ cái lỗ trên cái máy này, tôi bỏ nó qua bên, bỏ luôn. Bây giờ cái máy này mà cắt rất là dễ bằng cách là như này, bấm ở đây và edit footprint. Trên cái edit footprint nó nhìn xuống tầng 3 mới nhìn thấy là đây nè đó. Tôi mới dùng cái công cụ trên modify, nó có cái công cụ là split, là anh tắt là SL. Các bạn nhìn đi, ví dụ bất cứ một cái mảng tường nào, bây giờ tôi có thể ngắt cái đó bất kỳ, hay là trên cái máy này cũng vậy đó, tôi ngắt cái đó, tôi nói split, tôi ra từ ngoài này vô đây nè đó, vô đây một cái đoạn bao nhiêu đó là tôi ngắt một cái, ra vô đây ngắt cái nữa là hai cái. Thì mấy bạn thấy là rõ ràng là cái nguyên cái đường bao này cắt là ba đoạn, thì tôi bấm vô đoạn giữa, tôi nói là bỏ độ dốc, và tôi dùng cái mũi tên xác định độ dốc gọi là slope arrow, bấm nó ra đúng vô cái endpoint ở chỗ này, điểm cuối chỗ này đưa vô trung điểm midpoint, nó xuất hiện cái tam giác thôi đó. Và làm tiếp một cái bên này nữa, thì mấy bạn thấy sẽ thấy là nó lên cái máy có cái độ dốc chỗ này, giống giống gì đó. Tôi nhìn xuống đây, tôi làm cái máy này bằng kiểu khác, edit footprint, và tôi lại tiếp tục split nó một lần nữa. Nếu mà cắt chỗ này thì quá đơn giản, chúng ta sẽ có cái bài liên quan tới cái máy đó, dùng slope arrows kéo từ đây vô đây, vô nhớ là vô trung điểm. Chúng ta lên cái này. Bây giờ mấy bạn sẽ cắt cái này trong vòng khoảng chừng 2 phút, và lúc đó tôi sẽ chỉ cắt cái máy, cái cửa sổ máy, cái dormer cái này nè. Cái kiểu này là một cái bước rất là phức tạp, chúng ta tốn khoảng 10 bước mới ra được cái chỗ này. Bây giờ như vậy, chúng ta nhìn lên đây, chúng ta cắt cái cửa sổ máy. Điều đầu tiên chúng ta nhìn xuống tầng 3, chúng ta vẽ cho nó một cái mặt phẳng tham chiếu, tôi hay gọi là reference plane, lệnh tắt là RB, gọi là mặt phẳng tham chiếu. Trong AutoCAD là Tribus, là Snap, trong Revit là Replan, có những cái khái niệm như vậy, các bạn mới vẽ ra ngoài một cái. Cái điều cái này không có vấn đề gì lắm, tùy chúng ta vẽ đâu đó vị trí của Replan này, cái là chính xác là bao nhiêu thì chúng ta có thể chỉnh được, và nó cũng không xuất hiện trong bản vẽ sau cùng. Sau khi nó có cái mặt phẳng tham chiếu vậy rồi, chúng ta mới lấy cái mặt phẳng này làm mặt phẳng làm việc, chúng ta set một plane và pick a plane, xong chúng ta chọn nó. Nó hỏi là với cái mặt phẳng này anh muốn nhìn từ hướng đông nhìn bên này qua hay nhìn hướng tây, tôi nói nhìn từ hướng tây qua. Và tôi show nó lên, tôi thấy cái mặt phẳng làm việc nó nằm ở đây. Sau đó tôi chọn cái đó nhỏ lại, tôi nói nó 500. Nó gần lại để tôi dễ vẽ. Bạn có thể nắm cái này mấy bạn kéo lên xuống rồi đó, hoặc là theo cái chuẩn Việt Nam thì tất cả những anh chàng này là đầu nó quay xuống dưới. Chúng ta có thể check cái đó, sao hết. Nhưng tôi nói dần dày. Tôi mới vẽ cho nó một cái máy bằng extrusion. Tôi vẽ một cái biên dạng xong tôi extrude nó, tôi phóng nó bằng thành 3D. Tôi bấm vào nó bằng cách là tôi nói là nó hỏi là cái mặt phẳng này, cái máy này dính vô tầng 3 đúng không? Nó ok. Tôi mới vẽ nó một cái rất là đơn giản như đây. Tùy các bạn vẽ ra. Sau này các bạn muốn vẽ ngoằn ngoèo sao cũng được hết. Và finish. Vậy tôi nhìn ra 3D. Cái máy này nó rất là dày, hiện thời nó 400. Các bạn có thể chọn nó mỏng mỏng lại tùy mình thôi để tôi làm cho nó dễ. Ok. Tích nhiêu cũng được. Các bạn thấy nó đi suốt từ đây qua đây. Còn nếu mà nó đi mà nó, nếu nó lỡ nó đi qua này thì bạn nắm đầu kéo nó qua. Không sao hết. Chúng ta nhìn qua đây là giấu cái tường này coi thử. Chúng ta nhìn vô cái tường này thấy à đây nè, nó xuyên từ đây qua đây nè, đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái mà chúng ta muốn là thật ra là cái máy của chúng ta, cái máy nhỏ này nè, là nó tới cái máy lớn này, nó nằm tới đây là nó cắt. Cho nên các bạn mới dùng một cái công cụ là các bạn vô modify, các bạn có một cái gọi là nối máy. Joy rub. Bấm nó xong rồi chỉ cái đầu này nè, rồi chỉ vô cái mặt này, nó tự động nó sẽ nối đó. Nó cắt tới đó, nhưng hiện thời cái lỗ này chưa có. Cái lỗ mà xuyên qua cái máy cắt, xuyên cái máy này chưa có. Chúng ta thấy được cái máy này rồi, chúng ta mới nhìn xuống mặt bằng tầng 3. Và chúng ta để dạng là khung dây, wireframe. Các bạn thấy là cái mặt phẳng mà nãy tôi chọn như đây là cái máy nó đi từ đây vô này, đúng không? Là cái giao tuyến, hai giao tuyến vô cái máy dốc này đã để là hai giao tuyến cái này, chúng ta thấy. Chúng ta để dạng khung dây, chúng ta mới thấy được chuyện này, chúng ta lại tiếp tục vẽ cho nó một cái replane nữa. Replane này làm gì? Nó giúp cho chúng ta định được cái chân của cái tường. Tôi bấm ở đây, đây hai cái máy này, đúng không? Đây là một cái đầu dốc, đây cái đầu dốc nữa, hai cái. Chúng ta mới nhìn thấy nè. Cái này á, là nó cho chúng ta, nếu chúng ta thấy ở đây nè, chúng ta mới vẽ một cái tường. Tường gì cũng được, chiều cao không quan tâm luôn. Nhưng ở đây nó có cái mẹo là chúng ta lấy mặt ngoài hay mặt trong của cái tường. Điều kiện là cái tường nó phải nằm trọn vẹn dưới cái máy này. Nếu nó nằm ra ngoài thì nó sẽ không cắt được.
nó báo lỗi. Nên á, bây giờ này lấy mặt ngoài, tôi vẽ cái tường đó từ đây đi, giả sử tôi thấy nó nằm ngoài không đúng, tôi phải đảo lại, tôi vẽ là lấy bề mặt hoàn thiện, lấy mặt trong để tôi vẽ. Chúng ta thấy là cái máy nó nằm đây, tôi là tiếp tục vẽ qua phía bên này thì ngược lại thôi. Rồi các bạn vẽ sao đó, vẽ là do đó. Chúng ta thấy cái tường nằm dưới cái máy này, ngay chỗ này là giao điểm, nhưng mà các bạn phải bắt đúng. Rồi nhìn lên 3D nó sẽ là cái giao tuyến ở chỗ đó. Và chúng ta nhìn ra 3D, nhìn ở đây, chúng ta thấy nè, đó, cái tường nó lên đây, đúng không? Nhưng mà dưới cái tường đó xong, các bạn nhìn xuống dưới mặt bằng này trở lại nè, các bạn nói nè, mấy bạn có cái công cụ là domer, tới đây mới xài domer này nè, bấm nó, nó hỏi anh cắt cái máy nào, nó cái máy lớn á, bấm vô nó một cái, và lúc đó nó chuyển qua chế độ big wall, các bạn thấy không? Big line, và lấy hết cái đường này, lấy luôn cái này để xác định cái biên dạng của cái lỗ mà mình cắt xuyên vào đó, và trim nó lại cho đàng hoàng. Các bạn thấy ok không, cái lỗ đó đó, và finish. Nếu nó không like gì hết, có nghĩa là chúng ta làm đúng. Mà trong trường hợp này nó không like gì hết, tức là chúng ta có cái lỗ kiểu này, nó cắt xuyên qua cái máy đó, cái lỗ rất là gọn gàng nằm đây. Các bạn thấy không? Nhưng mà cái chân của cái tường này, cái tường này nó phải nằm trên cái máy bê tông này. Cho nên là chúng ta mới nói như vậy nè, ok, tôi mới chọn, giữ control chọn hết ba cái, touch cái top của cái tường này là vô cái máy nhỏ, touch một nữa cái chân của cái tường này là vô cái máy lớn. Sau khi chúng ta làm vậy xong xuôi, chúng ta có thể đẩy cái này vô ra đó. Chúng ta nói ở đây nè, tôi có một cái window, cái này lớn nhỏ đó, chọn cái nhỏ nhỏ thôi, tôi thả nó vô đó. Mấy bạn dùng kịp không? Và như vậy thì chúng ta cắt được cái máy, làm được cái gác máy ở chỗ này. Ở đây nó nói như vậy nè, mấy bạn mới thấy ở đây nó có một cái dưới cái rút này, ở đây chúng ta có một cái gọi là rút soffit. Nhìn vô đây nè, ví dụ tôi có cái máy, mấy bạn thấy là nó trần ở dưới cái, nó làm giống như là những cái trần giả, cái trần gỗ nằm trần ở dưới cái máy này. Nhìn cái này, cái Việt Nam này mình, mấy cái nhà mình có xài cái này, chúng ta thấy vậy. Dưới từ cái máy các bạn thấy hình màu xanh đó, đó là minh họa, chuyện rất là bình thường. Cho nên là lúc đó nó sẽ làm vẽ thêm cho chúng ta một cái trần vô tới sát đúng cái tường này thôi, chuyện đó là chuyện bình thường. Chúng ta có một cái gọi là fascia đây nè, các bạn nhìn này, ví dụ như tôi nói ở đây, chỉ lên đây, ví dụ giả sử bây giờ tôi lọc ngói này tôi xong rồi đi xây trần lên đây một cái đường gạch lên đây đúng không, hay là cái gì đấy, chúng ta có thể dời lên xuống tùy chúng ta thôi. Cái biên dạng của cái này là hoàn toàn có thể, thứ nhất là vị trí và biên dạng có thể chỉnh được, các bạn thấy là lên xuống được, và profile của nó có thể chỉnh được, vật liệu chỉnh được, đúng không? Bây giờ ra ngoài load cho nó một cái profile, có gì đâu, insert. Cái này nó phải vô những cái bài cụ thể thì chúng ta sẽ làm thôi. Profile chúng ta thấy rút ở trên này nó có một cái tên là đây, chúng ta mới nói là bây giờ là chọn cái này, sửa profile, sửa biên dạng đây, biên dạng mới load vô nãy đó, nó có cái build up gì nữa nè, dời vị trí lên xuống, đổi nó. Ví dụ như các bạn muốn làm chỗ nào đó, ví dụ tôi làm cái đường gạch xây ở trên này hay là vân vân cái gì đó, do chúng ta làm. Ở đây chúng ta cũng có một cái là cái máng xối đó, cái máng hứng nước đây nè, kết tờ, bấm nó và chúng ta kéo vào đây, đúng không? Chúng ta nhìn cái này nè, chúng ta có thể đổi biên dạng của cái này bằng cách là ra ngoài load, load family, profile, và chúng ta có cái rút ở đây, nó có một cái gutter dạng cong. Cái biên dạng này là vẽ lại được nha, thích kiểu nào vẽ kiểu đó, và đi đổi nó và sửa cái biên dạng nó lại, sửa gutter, nó có những cái nhỏ vậy thôi, sao hết đây nè, đó, nằm đó. Thế bây giờ chúng ta đang nói trên cái trang home, nó là dựng hình thôi, chúng ta mới nhìn thấy đây nè. Bây giờ tôi nói là vẽ cái cầu thang, cái stair này, đây là sàn đều có sao hết rồi, sàn này nó có một cái nè, nó có một cái ví dụ nè, slab s đó nè, thì tôi bấm cái đây, slab s, tôi nói là cái sàn chỗ này nè, đó, riêng cái sàn chỗ này, giả sử đó, ví dụ trên cái mặt dựng, ví dụ tôi làm cái tường kiến ở đây chẳng hạn, tôi nói à riêng cái chỗ này nè anh đàm đó, nó đi ra một cái đoạn nào đó, một cái đoạn thôi chứ không cần phải hết nữa, thì chúng ta sửa trên cái sàn đó.
cái này là có thể đảo ngược lại được không? Để coi nhé. Để có thể lật ngược cái này lại được không? Lắp S profile là gì để do chúng ta chọn thôi. Vật liệu, vị trí. Thứ hai nữa là chúng ta có thể kéo được chỉnh một cái đoạn để tôi chỉnh cái đoạn ngắn ngắn thôi. Tôi quay cái này ra ngoài. Sửa biên dạng nó lại. Thí dụ vậy. Đúng không? Chỗ này có thể là gì? Trên cái sàn đó là tôi làm những cái khối trên cái tôi chỉnh sửa cái cạnh của nó để đưa nó ra ngoài vào đây. Chỗ này cũng có thể là từ kiến nằm trên này, có thể là cái chỗ này cái cục để bố trí dạng nóng hay cái gì đó mình cứ tùy thôi. Các bạn thấy đây nó có một cái gọi là trên floor này nó có một cái gọi là slab S. Ok. Nó hay thường hay gọi ví dụ như đó, giờ chúng ta thấy cái bảng sàn đó, trên cái bảng sàn đó. Bây giờ như vậy tôi làm chuyện này. Tôi vẽ cái cầu thang nữa. Sau tôi nói cái vụ tường tiếp. Nhìn xuống mặt bằng tầng 1. Tôi thấy ở đây tôi có cái cầu thang stair. Các bạn nhìn nha, tất nhiên là tôi sẽ vẽ cầu thang vô đây. Tôi có cái cầu thang mà khi tôi kéo cầu thang này ra này, tôi kéo thử thẳng ở đây cho các bạn coi. Được chưa? Ra đây. Chúng ta thấy nè, những cái thông số của cái thang này là nằm ở đây. Hai cái đường biên hai bên này nó gọi là boundary. Những cái bậc nè, đây nó gọi là riser, đây chính là các cái mặt trên này là cái vẽ cái bậc của nó đó. Khoảng cách bậc này chúng ta vẽ đàng hoàng. Chúng ta thấy ở đây nó có tất cả là 22 bậc và hiện tại là không có gì hết, chúng ta finish. Khoan nói là cái cầu thang này đi từ đâu đến đâu. Nhưng không đơn giản là chúng ta thấy là trong cái review người ta nói là rất là khoái vẽ cầu thang, nhưng mà thật sự á cầu thang mà biết cách vẽ không vẽ là nó không đúng kích thước, nó không đúng vô cái cao trình mà chúng ta muốn. Thì tôi kéo ra đây, tôi nói như đây là tới đây. Xong tôi nói ở đây cái đường xanh xanh mấy bạn thấy đó là chính là giữa của cái đó nó gọi là gì, không phải chỗ chiếu nghỉ mà chỗ cái vế thang này nó có cái thuật ngữ gọi là gì. Tôi bấm đây, nó tự động nó ra chiếu nghỉ. Chúng ta nhìn ở 3D chúng ta thấy cái thang đó. Mấy bạn thấy ở chỗ này nè. Cái tay vịn của cái cầu thang này, chỗ này là nó chỉnh sửa là tương đối khó. Chỉnh được, nhưng khó. Trong thực tế thi công thì người ta sẽ độ ở chỗ này. Chỗ này vẽ khá khó. Chúng ta sửa lại cái cầu thang này. Giờ đây là cầu thang gỗ hay cầu thang sắt thì đang giờ tùy thôi. Chúng ta sửa cái cầu thang này. Cái loại thông số cầu thang đó nó nằm đây nè. Đúng không? Chiều cao bậc là 190 nè. Bề rộng mặt bậc là 250. Chúng ta thấy có nhiều thông số đó. Cái gì ở chỗ này lát tôi chỉnh. Tôi chỉnh các bạn, tôi chỉ một số cái mẹo thôi. Thế người ta mới kéo cái cầu thang này ra, nó nói bây giờ là cái cầu thang này á là stair. Đây tôi nói là đây nè, tôi nói nè, 11 bậc là một đợt, ra tới đây là một cái nữa. Tùy thôi. Cái chỗ này là dĩ nhiên là tôi chỉnh lại là đó, có thể là chính xác là 200 chừng hay như vậy. Thế thôi. Thì tôi lên cái cầu thang giống vậy. Bạn vẽ một số cái đơn giản thì xong rồi tôi mới nói tiếp chuyện khác được. Bây giờ tôi vẽ một cái cầu thang stair, tôi có một cái cầu thang cong giống vậy. Đi phía nào? Vậy đi ha. Nhưng mà nếu mà vẽ vậy thì nói gì đơn giản quá. Trong thực tế thì nó không phải vậy. Mấy bạn vẽ tôi kéo một số cái đơn giản này rất là lẹ, xong tôi sẽ nói cái chuyện thông số ở bên trong này nó là cái gì. Chúng ta thấy như vậy. Và bữa trước chúng ta nói tới cái chuyện là chúng ta đang vẽ cầu thang để nói cái chuyện vẽ cái ram dốc, sau đó chúng ta sẽ nói liên quan tới structure và cái phần massing and size. Thế thì bữa hôm trước đó, chúng ta đã biết cái cách vẽ cái cầu thang này rồi, vẽ một cách sơ bộ. Thế thì chúng ta mới nói là giờ này tôi vô trong home tôi vẽ stair, đúng không? Vẽ stair thì cái chuyện nó có hai cách để vẽ. Một là vẽ run, chúng ta thấy là cái cầu thang này nè, cái chân của nó nằm ở level 1, nó không offset lên xuống gì hết, không di dời lên xuống hết. Cái đầu của nó là vô level 2, top offset. Còn ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta có rất là nhiều tầng, ví dụ như tôi có cái tháp thang ở chỗ này, tôi vẽ một cái thang một, lúc đó tôi chọn là multi story, thì lúc đó ví dụ giả sử tôi có 10 tầng, tôi chọn lên 10 thì tự động cái thang nó sẽ nhân lên 10 lần. Chúng ta thấy vậy. Nhưng mà khi chúng ta vẽ ra đây nè, chúng ta kéo thẳng ra nè, các bạn để ý nè, đây nè, tôi có tất cả là cái số bậc của nó là, tại sao là 22 bậc,
mặc định của nó là 22 bậc. Chúng ta có thể kéo ra, kéo thẳng cái cầu thang ở đây 22 bậc, nói à bây giờ tôi còn đây là dẻ 12 bậc, còn đây là thêm một cái còn 10 bậc ở đây. Thường thường chúng ta dẻ thì chúng ta phải canh trong cái thang này nè, ví dụ như vậy để vô cái cung nào là bậc lẻ, nào là sinh lão bệnh tử gì đó, chúng ta phải vô cái cung nào để thiết kế đó. Và thứ hai nữa là cái cầu thang này đó là cái dạng của nó là nằm bất kỳ chứ nó không phải là dạng chỗ này. Như giờ tôi vẽ một cái cầu thang, tôi vẽ một cái cầu thang cong ra chỗ này đi, thang xoắn ra đây ha. Chúng ta nói này, rồi đó tôi cho nó lên đây đi. Đó, finish. Chúng ta mới nhìn ở đây nè, chúng ta nhìn cái cầu thang này. Các bạn lưu ý một điều, tôi kéo cái level này ra đây. Đây là cái mẹo mà khi chúng ta vẽ, các bạn thấy là cái cầu thang này á, cái chuyện thông số của nó khi tôi bấm vô cái cầu thang này ha, chúng ta thấy nè, chúng ta có thể edit và chúng ta đúp ra để sửa nó. Lát chúng ta sẽ đúp nó ra. Các bạn thấy là nó đang nằm cầu thang này, các ký hiệu là lên xuống thì đó, mũi tên lên xuống thì đó, mà nhìn cái mặt bằng nó, các bạn thấy là đó, mũi tên là đi up hay kiểu gì đó là do mình đây. Mấy bạn bấm cái đầu đây nó có mũi tên nè, nó lật cái đó lại và các bạn thấy là lại đi theo hướng này, hiểu không? Nó đi ngược trở lại. Bây giờ ví dụ tôi nhìn xuống đây, tôi nói là bây giờ đó, bây giờ tôi bấm vô cái đầu của nó có mũi tên là bấm nó lật lại. Vậy thì tương tự cái bên cái cầu thang này cũng vậy, các bạn thấy cái mũi tên này nè, tôi bấm đây thì lúc đó nó lại đi ngược từ đây lên đây, nó đảo, nó đi ngược lên đây, hiểu không? Như vậy thì cái chuyện mà chúng ta vẽ cầu thang này ra đó là những cái thông số chỗ này, ví dụ chúng ta chỉnh đây là ok, nó là 1m2 không sao hết, chuyện đó là rất dễ dàng. Nhưng có một cái điều mà các bạn quan tâm đó là gì? Cái cầu thang này nè, cái số bậc mong muốn là 22 bậc, số bậc thật sự là actual number riser nè là 22 bậc. Cái chuyện này á, chúng ta thấy là chiều cao đối bậc 181,8 ly và bề rộng của mặt bậc là 250. Cái cầu thang này khi mà chúng ta đã vẽ ra rồi á, mấy bạn đừng có hy vọng là mấy bạn có thể chỉnh cái thông số này offset lên xuống, dở đầu dở đi lên xuống là nó sẽ khớp vô được đúng ở cái cao độ mình muốn, nó lên đúng cái tầng cái này mình muốn. Mà chuyện đó phải được quyết định như vậy nè, khi mấy bạn vẽ ra đó, ví dụ cái cầu thang này hai đợt đúng không, cầu thang này hai đợt, ví dụ đây trong trường hợp ví dụ tôi vẽ một cái cầu thang ra đây đi, tôi kéo một cái cầu thang ra đây nè, khi mấy bạn vẽ cầu thang bạn phải lưu ý chuyện này. Trước khi mà bạn vẽ cái cầu thang này, kết thúc cái cầu thang này á, xin lỗi, trước khi mà bạn vẽ cái cầu thang này đó thì cái số bậc mong muốn phải bạn phải đưa vô. Tại vì thật ra lúc mà học cấu tạo kiến trúc hay gì đó, chúng ta mới thấy là cái quan hệ cái độ dốc của cầu thang đó, chúng ta phải chỉnh hai thông số, một là chiều cao bậc và hai là bề rộng của mặt bậc, nó quyết định cái tăng alpha, cái góc nghiêng của cái thang đó, cái độ dốc của cái thang đó. Thì bây giờ cầu thang nó mới có cái độ cao, độ dốc tối ưu, tối thiểu và gì đó là tối đa, đúng nè. Thì chúng ta mới thấy là ở đây nè, cái số bậc này, đây là cái mẹo khi mà chúng ta vẽ cầu thang đó. Rất may là trong cái dự án chúng ta không có nhiều cầu thang, chúng ta vẽ xong rồi mà chúng ta chỉnh cái đó là chúng ta phải vừa chỉnh cái thông số là chiều cao bậc và chỉ bề rộng mặt bậc. Như vậy thì lúc mà vẽ nó có cái mẹo là chúng ta phải đưa cái số bậc mà chúng ta muốn vào đây. Vậy số bậc này đâu ra? Số bậc này chính là chiều cao tổng của cái thang chia cho chiều cao bậc. Tôi nói cho đó mấy bạn nghe kìa, tức là cái số bậc mà mong muốn mấy bạn muốn cho cái cầu thang của bạn nó vô, ví dụ như từ dưới này tôi lên là từ dưới này cái cầu thang là chữ U đi, tôi lên là hai đợt đúng không, nó lên một cái lên chiếu nghỉ xong vòng lên trên, ví dụ nó lên ở cái cao độ nào đó, hoặc là cầu thang tôi một vế một đi thẳng lên 4m luôn, thì mấy bạn phải lấy 4m chia cho chiều cao bậc, ví dụ cao bậc 175 cho đến 190, bạn chia cái đó nó ra cái số bậc bạn mong muốn thì bạn mới đưa cái con số đó vô đây. Mấy bạn hiểu kịp không? Đưa nó vô rồi thì bạn nhắm mắt bạn kéo thì nó sẽ ra đúng được, nó khớp vô đúng cái chỗ đó. Chứ bạn không mà nó vẽ nhiều anh hỏi rồi, trong dự án nó vẽ rồi lúc đó nó tại sao tôi cứ chỉnh lên xuống nó không khớp vô được cái đúng cái cao độ mà tôi muốn. Thì nó lúc đó anh phải làm gì? Hai chuyện, tức là anh chỉnh chiều cao bậc và bề rộng mặt bậc để quyết định cái gốc, cái độ dốc của cái thang. Thì đây là cái phần thứ hai nữa là các bạn nhìn đây nè. Ví dụ tôi kéo cầu thang này từ đây ra đây. Cái này có phải là chiều cao, là chiều nhìn xuống mặt bằng, đây là chiều dài tổng của cái thang không? Đúng không? Chiều dài tổng của cái thang đó chia cho cái bề rộng bậc thì nó chính ra số bậc. Cho nên là đó là hai cái chuyện mà các bạn lưu ý đó, nó có những cái mẹo nhỏ nhỏ vậy để vẽ cầu thang. Hiểu không nè?
Như vậy giờ tôi đưa ví dụ tôi đúc cái cầu thang này ra, lấy cầu thang này đi, tôi đúc nó ra, mấy bạn thấy đây nè, cầu thang này là maximum là đối bậc của nó cao, bậc nó cao 190 nè, và bề rộng của mặt bậc là 250 nè, đúng không? Tôi đúc cái cầu thang đó ra, tôi đặt tên cầu thang đó là A. Chuyện bình thường lắm, mấy bạn nhìn cái này nè. Ví dụ như theo cái tiêu chuẩn gì của viện kiến trúc của AIA á, là của Mỹ á, thì chúng ta thấy là ví dụ chúng ta có thể dùng những thuật toán, anh nào học kiến trúc thì biết cái chuyện đó, là rõ ràng nó có cái thuật toán để đảm bảo rằng cái cầu thang này là nó không quá dốc và cũng không quá lại. Nó thoải mái, nó thoải quá thì nó chiếm diện tích, mà nó dốc quá thì leo nó mệt, cho nên nó phải có độ dốc tối ưu. Nhưng mà chuyện đó chúng ta hồi nãy tôi đã nói rồi, mấy bạn bỏ nó qua bên. Mấy bạn thấy nè, stand below, bây giờ tôi nhìn ra cầu thang này nha, có những cái mà chúng ta lưu ý. Chúng ta có bấm vào đây một cái này đó, cầu thang đó tôi đúp nó, tôi đặt cầu tên thang đó là A. Cái cầu thang đó stand below, mấy bạn cho nó hạ xuống đi, ví dụ nó nói ok 500. Cái này là nó cho nó âm xuống nó mới đúng không? Ví dụ vậy, stand below dưới cái level đó. Tôi nói qua một số cái cho nó lẹ, mấy bạn thấy chỗ này mấy bạn chỉnh lên xuống được, để bằng không. Nếu mấy bạn để là monolithic stair thì đây là cái cầu thang mà người anh cầu thang đúc á, có cái bảng thang chỗ này. Bạn nhìn nè, đúng không? Cầu thang đây. Lát tôi cho mấy bạn vẽ lại cái bài đó, nhưng mà để nói nhiều thứ đã. Giờ chúng ta thấy cái cầu thang này, tôi lấy bây giờ á, tôi bấm ở đây tôi edit. Mấy bạn chỉnh này thông số, mấy bạn thấy nè, đó, overlap landing, đây chính là cái chiếu tới. Ví dụ cái bậc cuối cùng đúng không? Mình vừa nối vô chiếu nghỉ thì cái đoạn mà từ cái bậc cuối cùng đó vô trong cái chiếu nghỉ thì cái đó là chiếu tới, thì nó gọi là landing overlap. Thì lúc đó nó sẽ có một cái đoạn đó là chính là chiếu tới. Còn ở dưới này là smooth, mấy bạn để là step thì nó ra này. Mấy bạn thấy không? Dưới cái này là thang, là cái dưới cái bảng thang đó, cái thang cầu thang đúc á. Chúng ta có thể chỉnh được. Tôi nói là bây giờ cầu thang này chức năng đó là gì, hoặc là mấy bạn có thể chỉnh nè, mấy bạn thấy là vật liệu của mặt bậc nè, vật liệu của đối bậc nè, vật liệu của bảng thang đổi được không? Được đúng không? Hoàn toàn có thể chế được. Đó là chúng ta thấy như vậy. Cái cầu thang đó ví dụ như mặt bậc nó 250, các bạn thấy là chiều cái bậc của nó bị dày của bậc là 50 ly, các bạn có thể xem mũi bậc là bao nhiêu, chúng ta thấy nè. Cái biên dạng của mũi bậc là chúng ta có thể vẽ, chúng ta đưa vô, lát tôi lót từ ngoài tôi đưa vô cái mũi bậc đó. Nó nằm hướng nào, nhưng mà rõ ràng là dưới cái cầu thang này thì chúng ta không thấy được chuyện đó, chúng ta mới nói bỏ monolithic stair. Mấy bạn mới nói là đây nè, cầu thang này đó là tôi cho nó là nó có cái mũi bậc là 20 ly, biên dạng á là tôi bỏ cái monolithic chưa, rồi đúng rồi, apply đã. Nó trở lại cầu thang này, tôi nói là cái cầu thang này á, đúng không nè, tôi mới bỏ luôn hai cái đà li mông hai bên này nè, tôi bỏ luôn, tôi nói là bây giờ á thì tôi bỏ cái đối bậc đã, tôi nói stress bỏ nên. Nói này các bạn tự dò được, nhưng mà tôi nói cho nó lướt qua cho nó lẹ rồi ok. Và chúng ta thấy nè, dưới này nè, chúng ta đẩy cho nó một cái dầm dưới cái xương, là làm cái xương cá đó, thông số nó dày mỏng nhiều đó, chúng ta thấy ra cái cầu thang xương cá, đúng không? Cái này mà vẽ bằng két là rất là mệt mỏi, nó rộng ra đây, nó dày bao nhiêu là nó làm cái đó. Rõ ràng là chúng ta mới nhìn ra cái cầu thang này nè, nhìn ra 3D. Đúng không? Chúng ta thấy cái mũi bậc đâu rồi đây nè. Cái mũi bậc này, giờ vậy đi, tôi lấy cái mũi bậc. Tôi edit cái thang đó. Xin lỗi nha, tôi edit cái cột thang này. Edit, và tôi nói là bây giờ này cái mũi bậc đó là không phải là default, mà tôi nói là có là 20 ly và nó nằm ở phía trước thôi. Có khi là tôi làm mấy cái G chống trượt rồi ở đây, ví dụ dân dân và dân dân. Và thấy cái mũi bậc đây nè, đúng không? Nhìn nè. Được không? Hay là chúng ta lấy nó cho nó bọc hết trên xung quanh, mấy anh kết cấu hay cơ điện rồi nói tôi không quan tâm chuyện này, đúng thôi. Rồi ok, giờ các thông số đó các bạn tự chỉnh. Thì tôi nói là bây giờ nó có những cái cầu thang giống vậy, nhưng mà bây giờ ví dụ mấy bạn nói là bây giờ cái cầu thang này đó, giờ giả sử đi cái cuối cùng nó tăng cái cho cái dầm ở dưới này là 2 cây đó, thì mấy bạn thấy là cái chuyện cầu thang này chỉnh sửa rất là dễ dàng. Giờ tôi nói kiểu này, vậy thì đối với cái cầu thang mấy bạn làm gì làm, mấy bạn thấy đây nè, tôi có một kiểu vẽ kiểu khác stair. Mấy bạn vẽ cái cầu thang đó bằng cách là mấy bạn vẽ cái đường bao xung quanh và bắt đầu mấy bạn vẽ bậc. Tôi có một cái gọi là boundary,
Boundary thì ví dụ như trong các cái sảnh của cái công trình chẳng hạn, không chừng nói à bây giờ tôi vẽ là đây nè, cầu thang này nè nó nằm vậy nè, cho nằm vậy đi ha, công gì luôn á, đó là cái boundary. Nói là bên này là nó nằm nè, giả sử là tôi muốn vậy đó, nó nằm nó không đâu đâu hết. Hoặc là đây là cái tường thì tôi sẽ dùng cái công cụ là big line, tôi lấy cái tường đúng không, vòng trong cái không gian nào đó, nó không có hình thù, nó là cái hình dạng rất là tự nhiên. Chúng ta nói riser, chúng ta vẽ bậc, chúng ta nói là riser, bây giờ tôi vẽ bậc, vẽ bậc tôi nói là từ đây ra đây nè, xin lỗi các bạn, đây nè, từ cái bậc đó đó tôi vẽ từ đây ra đây nè, giả sử nó là như vậy đi, thì tôi mới nói cái bậc đó tôi pick line, tôi nói giờ là bậc rồi, tôi cho 300 pick line lên. Các bạn thấy là tôi tự vẽ lên cái cầu thang đó. Giả sử đến chỗ này tôi vẽ một cái riser cuối cùng, một cái bậc cuối cùng, xin lỗi tôi để 300 thì nó sai rồi, tôi vẽ cái riser chỗ này nè, và tôi trả đây là bằng không, tôi vẽ nối vô đây. Mấy bạn lưu ý nè, chúng ta có một cái lệnh ở chỗ này là multi trim mandible, trim and tan mandible nó thiếu á, ví dụ như đây nè, bấm đầy nó thiếu á, nó dư á thì nó sẽ trim, mà nó thiếu thì nó sẽ tan. Chưa chỗ này chưa hết, bây giờ ra đây tiếp, tôi nói là cái đường này làm đường biên và tôi trim hết tất cả những chỗ này. Nhưng nếu mấy bạn làm kiểu này á, mấy bạn vẽ cầu thang kiểu này á, là cái ở đây lên, giả sử tôi muốn giả sử là chứng nghĩ tôi vẽ bật luôn đây cũng được đó, nhưng mà nói là bây giờ đi lên đây thì anh chàng này đi tới đây, mấy bạn phải dùng cái công cụ là slip ngắt ngang cái chỗ này để gì, cái lan can, cái tay vịn cầu thang đó, nó đi lên theo cái dốc của cái này nè, nó lên tới đây thì lúc đó nó phải nằm ngang trên cái này, chứ nó không thôi là nó dốc thẳng lên luôn á. Các bạn có cái cầu thang từ đó vẽ bất kỳ cầu thang này, đổi thành cầu thang A được không? Nếu không thấy nè, thấy nó vẽ nè, như vậy thì bất kỳ một cái biên dạng nào, ví dụ tôi có một cái góc tường nào đó chẳng hạn, tôi vẽ cái wall ra đây, bạn thấy là chiều cao là lên tầng 2, tôi vẽ cầu thang đi chỗ này nè, tường đi chỗ này nè, vậy thì tôi vẽ cầu thang rất đơn giản, stair boundary là big line, đấy là đây đây đây. Rồi thứ hai nữa là boundary này tôi big line mà tôi offset cái đấy này nó rộng ngàn, sau đó mấy bạn vẽ riser vẽ bật vô đây được không, cho toàn bộ này nó thành cái thang, hiểu không, nằm chung cái góc nào đó của cái không gian kiến trúc của mình. Đó, bây giờ vậy thôi, giờ tôi nói nãy giờ đó thì các bạn làm chuyện vẽ một cái cầu thang xoắn như này nè, mấy bạn chỉnh các thông số giống như tôi nói một chút xíu trong vòng khoảng 5 phút, sau đó mấy bạn lại dành khoảng chừng mấy phút đó mấy bạn vẽ cầu thang bất kỳ bằng con đường là mấy bạn vẽ boundary, sau đó vẽ riser lên cầu thang đó, vì cái bậc tam cấp ở trên cái bài tập của các bạn nó cũng vẽ được chỗ đó đó, rồi chưa, rồi mấy bạn làm đi.